Vậy thì cái bây giờ các axit ở chỗ nó ngấm sâu vào
tiền phòng cái mùa dịch chính. Cho nên khi một bệnh nhân mới vào, ví dụ tổn thương như vậy mà do axit mình hỏi ra cho bệnh nhân bị axit nặng thì mình yên tâm là nó chỉ ở mức này thôi, chứ nó không nặng hơn nữa. Có nghĩa là bệnh nhân vào là mình đã vừa không có tiếp xúc với cái axit nữa rồi, mình sẽ rửa mắt rồi cho dùng thuốc này nọ, thì nó chỉ từ mức này là nó tốt hơn, mắt ngày càng tốt hơn với cái điều trị của mình. Ngược lại, khi một bệnh nhân vào như vậy mà tổn thương như 3 giờ thì nó sẽ diễn tiến từng ngày từng ngày. Nếu mà mình rửa hoặc là mình lấy không sạch hết hóa chất á, thì nó sẽ ngấm càng ngày sâu vào bên trong. Cho nên tổn thương 3 giờ thì thường mình sẽ cho bệnh nhân nhập viện và mình theo dõi sát luôn mỗi ngày thôi. Tại vì không những mình lấy hết bề mặt ra nhưng mà nó đã ngấm vào bên trong rồi, mình còn phải rửa bên trong nữa thì nó mới sạch được hết hóa chất đó. Thì đây là hình ảnh tổn thương 3 giờ, tổn thương nặng. Các bạn thấy giống như một cái mắt cá mà được nấu sôi lên đó, người ta là fish eye ha. Xung quanh là kết mạc thường nó phải tương tụ đỏ như vậy là bình thường. Một cái nó sẽ tương tụ đỏ lên như vậy là bình thường. Còn ở đây nó trắng hết, là mạch máu của các bạn hoại tử hết. Thì cái này nó tiêu lượng rất là nặng. Và giác mạc này nè, không bao giờ nó hồi phục lại bình thường nữa. Trong cái tổn thương 3 giờ đó thì lưu ý một cái là vôi sống là CAO. Cái này thường gặp ở những thợ hồ thì người được thợ vữa, mấy cái vữa hoặc là người ta trộn vữa hoặc người ta xay làm hồ thì người ta sẽ mô tả là người ta bị bôi phục cái băng vô mắt. Trong lúc mà trộn thì bôi phục cái băng vô mắt. Thì cái này nó quan trọng ở chỗ là nếu mà vôi sống các bạn không lấy ra mà để nó trong mắt á, thì nó sẽ kết hợp với nước. Nước có thể là nước bệnh nhân đi rửa mắt hoặc là từ nước mắt kích thích mà cái mắt nó sẽ chảy ra. CAO với nước thì nó sần sao nó hai lần ha. Nó là một tổn thương, nó gây tổn thương do 3 giờ. Đồng thời phản ứng này nó là phản ứng sinh nhiệt, nó sẽ gây tổn thương do nhiệt. Như vậy thì tổn thương do vôi sống không có vội vàng để rửa nước mà phải lấy hết vôi cục ra rồi mới rửa nước. Chứ không thì rửa nước thì vô tình là sẽ gây tổn thương do 3 giờ và tổn thương do nhiệt. Nguyên nhân thứ ba là bỏ phóng xạ. Thì về phóng xạ nó phức tạp ở chỗ các bạn phải biết được cái bức xạ của nó. Tại vì tùy vào cái bước sóng khác nhau mà nó sẽ tổn thương những cấu trúc khác nhau. Ví dụ như là microwave hoặc là tigama thì nó xuyên suốt nhất, nó không có tổn thương mắt, nó không có dừng lại ở một cái vị trí nào hết. Ngược lại với lại cái tia UV gần á, tử ngoại gần á thì nó tổn thương cho đến tủy tinh thể, có thể gây được tủy tinh thể nhưng mà nó không tổn thương võng mạc. Nhưng mà cái tia hồng ngoại gần thì nó lại tổn thương võng mạc. Còn tia tử ngoại xa, hồng ngoại xa thì nó chỉ tổn thương trên bề mặt của giác mạc thôi. Như vậy ở đây các bạn thấy mà nhìn kỹ, các bạn thấy mắt này được giữ với lại fluorescein, có những cái lớp tấm fluorescein trên bề mặt. Có nghĩa là mình dùng cái biểu mô nó không có trong suốt nữa mà nó được lỗ lỗ, nó bị khuyết mà khuyết sao tấm tấm vậy nè. Thì cái này á, khá một bệnh nhân như vậy chắc chắn là do bỏ phóng xạ, là bỏng nhiệt á. Nếu mà nó drop là nó drop hết cái mặt biểu mô chứ nó không phải là lấm tấm như vậy. Thì bỏng phóng xạ thường mình sẽ hỏi bệnh nhân có tiếp xúc với tia phóng xạ hay không, người ta không biết không, mình sẽ hỏi là có đi hàng xì hay không? Cái tia hàng, cái tia lửa hàng lúc mà bệnh nhân thợ rèn nó hàng sắt, đó là một loại phóng xạ. Cái thứ hai nữa, nếu mà cái thời gian đó là trong cái thời gian có nhật thực á, thì bệnh nhân có nhìn trực tiếp vào cái ánh nhật thực hay không? Ví dụ thường mình hay nhìn vào cái hiện tượng nhật thực đúng không? Là qua cái phim của cái CD-ROM á, cái đầu vi tính á, nó có cái phim thì mình nhìn qua cái đó, hoặc là dùng cái mắt kính mà có khả năng là chống lại tia tử ngoại. Tuy nhiên nếu mà mình chỉ dùng một cái lớp kính đen thôi hoặc là các bạn nhìn thẳng trực tiếp thì mình sẽ bị bỏng do phóng xạ. Và lưu ý là bỏng phóng xạ nó không có gây, nó không có xuất hiện liền, có nghĩa là bệnh nhân hiện xì hoặc là bạn nhìn vô thức thì từ nhận thức đó, không có bị liền đâu. Từ 6 đến 8 tiếng sau nó bắt đầu bị bỏng. Thì bệnh nhân thường là ban ngày thì đi làm thợ hàng ha, buổi tối về bắt đầu thấy rát mắt, bỏng mắt và mở mắt không lên, giống như là cay dữ lắm, mở mắt không được. Thì tôi có bắt đầu bị khám cái hiện tượng này thì mình tiếp tục bệnh nhân bị bỏng mắt, chứ không phải là bệnh nhân tiếp xúc với tia hàng liền mà bệnh nhân thấy bỏng liền để cho người ta biết đó. Đến tối người ta mới biết. Thì tôi nhận tượng như vậy. Một trường hợp nữa là thường gặp ở những cái bác sĩ da liễu là chị đã gặp rồi. Em đó là mới sinh viên ra trường nhưng mà đi về mảng da liễu, thì em đó là điều trị laser xóa hình xăm, xóa hình xăm nám với lại chị cao. Thì cái tia laser đó là tia tử ngoại gần, mức sóng của nó là 1064 nanomet. Thì nó sẽ gây bỏng cái lớp võng mạc của bạn đó, bị tổn thương ngay lớp võng mạc xuất huyết hoàn điểm luôn. Thì bạn đó có đeo cái bảo hộ đàng hoàng nhưng mà khi hỏi kỹ ra thì cái tia laser đó là mức sóng đó là 1064 đi, nhưng mà cái kính lệ bảo hộ mà một cam thông thường đó là cam từ
300-600 nanomet thôi, nó không có ăn nhập gì với cái tiêu mà bạn tiếp xúc hết. Cho nên nó lúc đó thì phải hoặc là mình xin cái công ty hoặc cơ quan nó có đổi cái hệ thống kính laser khác, vì cái đó giống như mua đại vậy, hoặc là phải có một cái phương tiện bảo vệ khác. Thì cái chuyện laser bên da liễu rất thường gặp, vì gặp với bệnh nhân thì một là kỹ thuật viên, hai là bác sĩ và ba là người nhà. Người nhà là những người mình, ví dụ người ta đang làm laser da liễu, mình bước vô phòng đó mình ngồi chờ thôi, thì cái tia đó có thể vô tình nó không có chiếu thẳng trực tiếp vào mắt mình, nhưng mà nó sẽ bắn vào những cái vật dụng inox trong phòng á, ví dụ vào cái ghế hoặc vào tấm gương, nó phản xạ trực tiếp vào cái người đó, thì người đó sẽ không có thấy mờ liền, người ta sẽ thấy tối lên giống như là một cái tia sáng chiếu vào mắt, cái tối lên một cái, rồi xong vài ngày sau nó là thấy mờ, có thể thấy đùi bay, cái chớp sáng hoặc là mờ luôn. Cho nên một cái quan trọng trong cái tổng phóng xạ này là hoặc là cái đèn laser này, cái này Việt Nam chưa bị, nhưng mà ở nước ngoài á, nó báo cáo hai một cái trường hợp hai em, một em 10 tuổi, em 11 tuổi, nó chiếu được cái đèn laser này vào mắt để xem mắt ai chịu được cái laser nhiều hơn, lâu hơn. Thì tối đa là một bé là được 15 giây, một bé là 20 giây, không có lâu hơn nữa. Và sau đó thì hai bé nó về đều bị tổn thương võng mạc hết, là phải phẫu thuật hết. Thì cái laser này là laser mà gọi là laser công nghiệp, nó còn cái laser trong vũ khí và hạt nhân nữa. Cái laser công nghiệp đấy nó còn hại hơn là laser thông thường nữa. Cho nên mấy cái này không ai đi chiếu trực tiếp vào mắt mình hết. Hoặc là một cái laser nữa là trong mấy cái show mà laser mà nước, ví dụ mà cái đèn nó cứ chiếu đều đều qua vô tình nó trúng vào mình thì không sao, nhưng mà nếu mà mình cứ nhìn trực tiếp, có nghĩa là nó chiếu thẳng vào mình, ví dụ đèn đang hư đi, nó chiếu thẳng vào mình mà mình không nhắm mắt lại, mình cứ nhìn trực tiếp của cái laser đó thì mình sẽ bị bỏng do laser. Và thường nguy hiểm ở chỗ là cái đó thường là bỏng võng mạc, chứ nó không chỉ bù trú phía trước đâu, cái tia đó là tia mà ngoại lực, rồi nó sẽ gây bỏng võng mạc. Cho nên tất cả những gì liên quan đến laser hoặc là nhắm mắt và đeo kính bảo hộ. Thường với cái phòng laser các bạn để ý nó sẽ có một cái tấm rèm, và cái tấm rèm nó màu xanh để nó hấp thu những cái laser xanh tím, nó chứ không phải là màu vàng, thì nó mới hấp thu nốt cái laser. Rồi cái bỏng laser thì người ta nói hai cơ chế trực tiếp cho tác dụng của cái phóng xạ đó lên ánh mắt, thì cái này thường nó có cái thời gian ủ bệnh là từ 6-8 tiếng sau mình mới vào viện. Cơ chế gián tiếp là cơ học, ví dụ như cái sóng ánh bức xạ đó nó gây nổ một cái vật gì đó, ví dụ như văng vô mắt, đó là sóng nổ, hoặc là bỏng nhiệt, ví dụ như bệnh nhân dùng bức xạ để phá bỏng nhiệt, dùng nhiệt để phá đá hay là cái gì đó, thì nó đang thấy cái cục đá mà nó văng vô mắt đâu, nhưng mà trên nhiệt nó cũng sẽ gây bỏng được. Về sinh lý bệnh bỏng nói chung á, thì nó gây rối loạn pH. Bình thường pH ở mắt nó khoảng quanh cái trục tính từ 6-8, mình nó hơi ngã về chiều hơn 7.5-8. Thì pH giới hạn của mắt đó là từ 3-3.5. Nếu nó vượt quá pH này thì mắt này tổn thương không hồi phục. Ví dụ bạn nào người ta là bỏng, mình lấy cái que thử kiềm á, thử kiềm vào mắt bệnh nhân, mà nếu nó quá cái pH giới hạn này thì chắc chắn dù có điều trị tích cực gì thì mắt đó cũng không hồi phục được chức năng. Và rối loạn thủy động huyết động thì có thể gây ra nhãn áp hoặc là gây hạ nhãn áp. Nhãn áp hình thành từ thường đi ra chỉ dịch là có tiết từ vùng thể mi đi qua, ở đây là hậu phòng, đi ra diện đồng tử, cái này là ống mắt nè, thì nó đi ra khỏi diện đồng tử ra phía trước là trong tiền phòng và hấp thu ở vùng bè. Thì bây giờ hạ nhãn áp thì dễ giải thích rồi, thì đó là do vùng thể mi nó không tiết ra đường chỉ dịch. Còn tăng nhãn áp thì có hai cơ chế, hoặc là vùng bè này nó bị tổn thương, nó không có phát thu được chỉ dịch, hoặc là tại chất cái thủy dịch này nó bị đông đặc protein nó quá đúng hơn, nó làm cho cái việc hấp thu nó kém hơn. Cho nên trong trường hợp bỏng có thể mình gặp là mắt rất là bền, là hạ nhãn áp, hoặc là mắt rất là căng và bệnh nhân nhức mắt và tăng nhãn áp, có thể gây rối loạn chuyển hóa miễn dịch, rối loạn cấu trúc vi thể, hoặc là gây các bản ứng viêm trong tầng bộ mắt luôn. Về khám lâm sàng thì thị lực là bắt buộc rồi, bất kỳ bệnh nhân đẹp nào vào mình cũng phải đo thị lực hết. Thì lúc mà đi lâm sàng chỉ có dạng thị lực mà sáng tối dương tính cho tới đến ngón tay cho đến tập được bản thị lực đó, thì mình đều có thể hồi phục được cho người ta. Ví dụ sáng tối dương tính mình điều trị, người ta có thể đến ngón tay được 1m, 2m, 3m. Nhưng mà nếu thị lực lúc mà vào đo mà sáng tối âm tính rồi, có nghĩa là không nhận biết được ánh sáng, được chiếu đèn pin vô mắt là không thấy được, thì chắc chắn là điều trị cho bệnh nhân đỡ nhất thôi, chứ mắt nó hoàn toàn không có hy vọng gì hết. Nhà hát thì thường là khó đo, tại vì ví dụ cái giác mạc như vậy mà mới bạn đo ở cái nhà cái tiếp xúc thì nó không chính xác và bệnh nhân rất là đau, mình đo khó lắm. Thì thường mình sẽ ước được bằng tay, có nghĩa là mình cho bệnh nhân nhìn xuống và dùng hai ngón tay của mình, hai ngón tay trỏ, mình sẽ sờ vào mắt bệnh nhân, mình sẽ ước lượng nhãn áp của mình, rồi nhãn áp
thì thường sờ que mình sẽ thấy một mắt căng cứng nhưng mà quy với lại mắt rất là mềm. Thì lưu ý là bệnh nhân nhìn xuống chứ không phải bệnh nhân nhắm mắt nha, mà mình sẽ bút lượng trên ứ dụng quang mi mình xem. Mình có thể tối chiếu mắt này với mắt kia. Vì dị vật đó thì bắt buộc phải phát hiện và lại trừ. Thì mình phải lật mi trên lên, mình lật mi dưới xuống xem nơi có vôi đó không, nhất là bệnh nhân là ở hồ hoặc là có mảnh kim loại nào đó hay không. Khám kết mạc thì kết mạc đây này, khám kết mạc thì bình thường nó phải là thương tổn kết mạc, có nghĩa là máu phải đỏ này nọ thì đang bỏng mà. Nhưng mà nếu mà kết mạc nó là nhợt nhạt hoặc là thiếu máu, là mình thấy là mất hết cái mạch máu trên bề mặt của kết mạc, thì đây là dấu hiệu tiên lượng nặng, nó chứng tỏ có thiếu máu và lại dưỡng vùng rìa ha. Thiếu máu hoại tử vùng rìa thì xem cái kết mạc nó có chất hoại tử ướt nhầy nhớt dính ở đó hay không. Về giác mạc thì đánh giá cái độ mờ của giác mạc, thì mình đánh giá độ lan trọng, có nghĩa là ví dụ hết giác mạc hay là một phần hai dưới giác mạc hay là một phần hai trên hay là chỉ trung tâm giác mạc thôi. Và đánh giá độ sâu của tổn thương là nó tổn thương hết một phần hai giác mạc hay tổn thương toàn bộ giác mạc. Và độ mờ thì mình có thể đánh giá gián tiếp qua một cái nữa là nó phù á, nhưng mà mình còn thấy được bóng mắt, thấy được cái thủy tinh thể bên trong hay không, hay là nó phù trắng luôn không thấy được gì hết, thì cái đó cũng là đánh giá giác mạc. Rồi đánh giá những cấu trúc bên trong như là thủy dịch nó có bị đục không, mống mắt bị bạc, được thủy tinh thể mà tổn thương bỏ mạc hay không. Về phân loại á, thường mình sử dụng phân loại Rose 2 năm 2001 ha, với bạn về học từ 1 cho đến 4. Thế đây là độ 1 rồi. Mình nhìn vào gần như là nó bình thường. Nhưng mà nhìn kỹ vào đây á, thì nó bị khuyết một cái biểu mô giác mạc. Cái này á, là độ 1, nó chỉ tổn thương biểu mô thôi, từ lớp trên cùng của giác mạc. Cái này thì tổn thương phục từ 48 đến 72 giờ. Còn ở đây á, nó được, có nghĩa là nó được tổn thương đến nhu mô của giác mạc. Từ đây nè, tổn thương đến nhu mô của giác mạc. Và tiểu dưỡng thì dưới 1 phần 3 vùng riêng, đây thì chúng ta đây xem. Nhưng mà vẫn thấy được con mắt. Còn độ 3 nó gồm cả độ 1 và độ 2, có nghĩa là nó mất cái sự trong suốt là nó tổn thương biểu mô, và nó đục luôn là tổn thương cái biểu mô. Và tiểu dưỡng thì đây từ 1 phần 3 đến dưới 1 phần 2 vùng riêng. Còn độ 4 là được cả bộ và không thấy gì hết, nghĩa là không thấy được con mắt, không thấy được tiểu dưỡng ở bên trong. Cái này là còn thấy được con mắt ha, này không thấy gì hết. Và tiểu dưỡng nó là trên 1 phần thì điều trị sơ cứu, nghĩa là bệnh nhân ở phía dưới mà là bệnh nhân ở nhà, thì khi phát hiện bị bỏng mình phải xem đầu tiên về cơ chế, mình có thể biết được ví dụ như bỏng nước sôi thì chắc chắn là được mắt liền. Còn nếu bệnh nhân nói là đang hèn xì hoặc là đang làm thở hồ bôi thì phải lấy được hết dị vật ra rồi mới đi rửa mắt. Rửa thì có thể bệnh nhân tự mở mắt nhưng cái này khó lắm, thường người ta hay có xu hướng nhắm mắt lại đâu có mở được đâu, thì phải có người phụ băng mắt bệnh nhân ra xối mắt trực tiếp nước mà. Tự nhiên xối thì phải để xéo vậy xối chứ không có nữa, không ta xối thì chính cái dòng nước này là làm tổn thương cái giác mạc hơn nữa. Mình chỉ xối bên ngoài cho cái dòng chảy ra vô vào để nó trôi sạch cái hóa chất đó, chứ không phải là dùng áp lực nước, tại vì nếu mà dùng áp lực nước mà xịt thẳng vào mắt là nó sẽ tổn thương giác mạc. Do cơ học rồi bôi mở kháng sinh vào mắt, băng ép mắt lại. Khi băng ép mắt lại cái mi mắt nó sẽ không có chớp, không có mở chớp, bệnh nhân sẽ không có thấy, nó không có cạm ở trên bề mặt của môi giác mạc, thì bệnh nhân sẽ đỡ sớm hơn. Rồi có một cái lớp mỡ nữa, nó sẽ bôi trơn, bệnh nhân đỡ khó chịu, rồi chuyển đến trung tâm y tế cao hơn. Thì đến với cái chuyên khoa đó, thì bệnh nhân đến với mình, mặc dù bệnh nhân nói là tôi rửa với giờ nước là 15 phút hay 20 phút rồi, nhưng mà mình phải rửa lại. Trước đó là mình phải đo pH trước, mình để một cái que thử pH ở mắt, xem có pH bao nhiêu, và mình rửa cho đến khi nào nó về trung tính. Ví dụ như là thì cái này ước lượng trên lâm sàng, ví dụ mình đánh giá là bỏng độ 2 độ 3 thì thường mình phải rửa khoảng 2-3 chai, còn bỏng độ 4 thì rửa nhiều lắm, rửa cho đến khi nào mà bé có thể trung tính, rửa cho đến lắc lắc lên gơ nha. Chứ còn cái loại nước uống sinh lý mà xịt từ lọ vào lọ thì không có xi nhê gì hết, cái đó phải chắc 20 lọ mới rửa. Thì mấy bạn phải rửa cho đến khi về trung tính luôn, chứ còn rửa qua không thì nó không có về trung tính được đâu. Trong trường hợp nhà áp cao thì phải dập tiền phòng để hạ nhà áp xuống. Rồi kết mạc thì thường á, khi mà viêm nó sẽ phù phồng lên, mà những cái hóa chất ví dụ như ba sợi nó sẽ ngấm phía dưới kết mạc, thì mình phải lạch kết mạc ra, lạch theo hình đan hoa giống như mình xẻ nó ra này. Thì khi mà mình nhỏ thuốc hoặc mình rửa nó sẽ tác dụng tốt hơn, nó tác dụng ngấm vào trong mạc và nó rửa sạch những cái hóa chất. Tuy nhiên trong trường hợp kết mạc nó thiếu máu rồi, nó mất ít cái mạch máu trên nó và nó hoại tử thì mình sẽ không lạch. Như vậy thì lạch kết mạc khi mà kết mạc không hoại tử, còn kết mạc nó hoại tử rồi mình lạch nó
làm được. Cho nên trong trường hợp các bạn nữ thì mình sẽ không có rạch nước mặt nữa. Rồi bơm rửa túi lệ trong trường hợp mà bỏng mà nó gây tổn thương cái túi lệ hoặc là có mô mại tử da nguyên đó, nó bỏng nó nhức nhì nhớ cái mại tử hết thì mình phải cắt lọc, chứ không thì nó sẽ làm nhiễm trùng vào trong giác mạc. Rồi điều trị chống nhiễm trùng, chống viêm, chống mại tử, đẩy quá trình hồi phục đó thì làm sẹo và chống dính viêm cầu. Chống dính viêm cầu bằng cách là bôi mỡ kháng sinh ở túi ruột kết mạc 1-2 lần một ngày. Thì đây là hiện tượng dính viêm cầu. Các bạn thấy không? Đây là giác mạc. Đây là giác mạc. Đây là mi mắt và mi dưới. Thì ở đây cái kết mạc nó tạo thành sẹo dính từ giác mạc xuống đây. Chứ tạo là hôm bữa lúc mà nó bị bỏng là nó bị tổn thương ở phía dưới này nè. Thì nó tạo thành môi sẹo rồi nó dính xuống cái mi mắt. Thì ví dụ cái phần cái mà dính viêm cầu mình có thể vừa bằng cách là trong cái lúc mà nó chưa hình thành sẹo có thể bôi mỡ kháng sinh ở đây. Giống như một cái hàng rào này nó làm cho cái kết mạc nó không có dính được vào cái mi mắt. Ở đây cũng phải dính kết mạc bên trên vào trong nhãn cầu. Và ở đây có một hiện tượng nữa là kết mạc hóa giác mạc, có nghĩa là giác mạc nó hư rồi, kết mạc nó bò vào trên giác mạc. Mấy bạn thấy rõ hơn kết giác mạc giữa là máu kết mạc nó bò vào mắt này là chỉ không có hình dạng, không có, có chức năng gì hết đâu. Mắt này nhiều khi nhắm không được tại vì nó dính vào cái mi mắt thì mi mắt nó đâu nhắm xuống nó phủ được mắt đâu. Cái này cũng vậy, cái này thì không có dính vi cầu nhưng mà là kết mạc hóa giác mạc, là máu của kết mạc nó bò vào trong giác mạc, giác mạc ở giữa. Thì hai cái biến chứng này dính vi cầu với lại kết mạc hóa giác mạc là biến chứng nặng và biến chứng muộn của bỏng. Cái này không có xuất hiện liền đâu, cái này là khi bỏng nó đã qua cơn rồi nó hồi phục. Thì thường cái này chỉ gặp ở những cái bệnh nhân mà bị bỏng rất nặng hoặc là bệnh nhân thường là có tổn thương cơ quan phối hợp nằm ở mấy cái phòng ICU hoặc là mấy bệnh viện về đa khoa. Chứ nếu một bệnh nhân vào mà nằm chỉ là cái mắt thôi thì thường ít là nặng như vậy đó, thì mình sẽ điều trị tích cực ở mắt. Cái này thường bệnh nhân nằm ở phòng hồi sức, có nghĩa là người ta đo bản thân nhưng mà con mắt không để ý, thì chỉ có lâu lâu nhỏ thuốc vô thôi chứ không có bôi mỡ kháng sinh, không có làm gì hết. Thì đến hoặc là bệnh nhân nhắm mắt cũng không kính nữa thì cái tổn thương này nó sẽ ngày càng nặng hơn, có nghĩa là tự nó làm sẹo rồi tự nó dính vậy. Qua bài chứng thương mắt luôn ha. Thì chứng thương mắt ở đây chỉ nói với chứng thương cơ học của mắt thôi, còn hồi nãy chứng thương mà về hóa học là hình thức bỏng thì mình đã nói rồi. Thì chứng thương những cái hốc mắt thường phụ là bỏ qua, chỉ nhắc về chứng thương nhãn cầu. Thì chứng thương nhãn cầu có chứng thương kính và chứng thương lở. Chứng thương kính này, chứng thương lở kính thì đương nhiên là nó không có kèm theo cái nguy cơ nhiễm trùng. Và chứng thương hở thì nó sẽ kèm theo nguy cơ nhiễm trùng, tại vì nó hở nó có tổn thương từ ngoài vào trong. Thì chứng thương kính đầu tiên là chứng thương thủng giật. Các bạn hình dung nhãn cầu hiện viêm vậy, nhưng mà chứng những lực tác động chất ban lên hoặc là ban tennis nè, ban đá banh nè, hoặc là bệnh nhân bị tai nạn giao thông bị té đập con mắt xuống dưới đường, mắt thì nguyên vẹn nhưng mà dây thần kinh sẽ bị tổn thương. Thì đặc điểm của cái chứng thương thủng giật là không thấy một cái tổn, một cái vết rách, một cái gì trên giác mạc trên khuôn mặt hết, nhưng mà trong mắt nó cũng không lường trước được. Ví dụ như tiền phòng nó có thể xuất huyết, bị tinh thể bị lệch, bỏng mạc bị đắp bong, rồi xuất huyết bỏng mạc, xuất huyết dịch tính hoặc là tổn thương bị thần kinh. Thì cái này thường gặp ở mấy bên phòng ngoại thần kinh là bệnh nhân bị tai nạn giao thông và nó khám mắt hoàn toàn bình thường nhưng bệnh nhân không thấy gì hết, thì cái đó là bệnh nhân đã bị tổn thương bị thần kinh dây chấn thương, có nghĩa một cái lực trùng dập là nó gây tổn thương cái dây thần kinh, nó truyền vào nó gây tổn thương dây thần kinh. Chứ mắt hoàn toàn không có xuất huyết, không có gì trong veo, bác sĩ khám mắt bình thường nhưng mà chỉ là bệnh nhân không thấy được. Rồi chứng thương rách lớp có nghĩa là nó rách, có thể là rách giác mạc, rách cũng mạc nhưng mà chỉ một phần thôi, nó không có xuyên hết bề dày của giác mạc cũng mạc. Thì cái rách lớp này nó có thể là không một hay không, nếu mà nó ngắn có nghĩa là một cái rách lớp nhưng mà nó chỉ ngắn khoảng 1-2 mm thôi thì mình không khâu. Tuy nhiên nếu mà rách lớp nhưng mà là nguyên cái đường dài cho giác mạc thì thường là nó khâu lại một mũi của mình ở giữa thôi. Để ví dụ mà có một cái lực gì đã đập vào mắt nữa thì nó không có tét ra, nó sẽ tét thẳng ra. Đó là rách lớp. Chứng thương hở thì chia là chứng thương rách nhãn cầu và chứng thương vỡ nhãn cầu. Chứng thương rách nhãn cầu thì nó xuyên thấu, xuyên trộn với là xuyên thấu. Xuyên trộn ở đây, xuyên trộn có nghĩa là một đường vào nhưng không có đường ra. Thì cái này thường gặp là một cái đâm cái gì vào mắt. Hay gặp lắm, đêm nào bác cố cũng gặp hết. Là chơi với nhau, hai đứa nhỏ chơi với nhau thì cần cái kéo cái gì nó mưa vào mắt. Hoặc là cái móc đồ, hoặc là câu cá đó. Cái người đi câu thì không có bị, cái người một cái bên thường hay bị rất là động tác, họ dăng cái cần câu lên lên, nó mang một người kia về thì nó sẽ móc cả, nó kéo, chết mạng ha. Thì cái này
mình sẽ thường thế này á, nó gây rắc thôi chứ mình sẽ không có thấy cái hình ảnh một cái cây nó cắm vô như vậy đâu, giống như là một cái cây nó quẹt vô xong rồi đắp thôi. Còn ngược lại với mức xuyên thấu á, bệnh nhân vào với bệnh viện nó thường là có một cái cây nó nằm trong mắt được, có nghĩa nguyên một cây nó nằm trên trước mắt này. Thì cái này nguyên tắc nó giống như là bị chấn thương cho bụng ngoại khoa thôi, có nghĩa khi có một cái vết thương xuyên thấu thì mình không có rút ra và mình để yên như vậy cho nó được liền. Lý do là khi để như vậy thì áp lực của giải phẫu ổn định, các bạn rút ra thì vô tình các bạn gây thay đổi cả áp lực này và có thể nó gây xuất huyết, nó gây vỡ hết hoặc là những cái cấu trúc trên đây nó tiếp theo cái đường ra nó ra ngoài luôn. Cho nên để yên như vậy và để phòng mổ thì mình rút cái cây này ra. Thì cái vết thương mà nãy vết thương xuyên dột có một cái lý do nữa là cò mổ ở dưới nông thôn, cái con cò hay con sáo đặc biệt khi mà nó mổ nó bay đến mình, nó mổ là nó chỉ mổ vô mắt thôi, tại vì nó tưởng tượng cái mắt cái tròng đen nó giống như là đồ ăn của nó hay gì đó, chứ còn những cái da hay gì không bao giờ bị cò mổ, nó sẽ đứng cái mắt thôi. Nó sẽ gây vết thương xuyên dột này, nhưng mà khó ở chỗ là không phải là một đường rất thẳng mà để mình khâu lại, mà nó lưỡng, nó là mất chất, có nghĩa nó lưỡng một chỗ giữa hình nan hoa đó. Thì khi khâu đó, nó sẽ khâu thành hình nan hoa, thành hình chữ thập, chứ nó không phải là một đường rất mà mình có thể khâu những cái mũi rời được. Rồi, vết thương này thì thường là do đánh nhau ha, chọn một cái gì đó vô mắt. Bởi nhãn cầu thì thực sự nó là cắt nhãn cầu á, nhưng mà rất phức tạp và nó mất đi cái cấu trúc của mắt, thì mình gọi là vỡ nhãn cầu. Ví dụ cái hình này, vỡ rất nguyên một cái đường dài, đường ở giác mạc đây. Thì thực ra chấn thương là đường dập, nó cũng có thể gây vỡ nhãn cầu nếu một người có mặt lực giống như cái băng nó tét ra luôn, thì nó cũng có thể gây vỡ nhãn cầu. Hoặc là một vết chất, một cái vết da lăng gì đó nó dài quá, nên là mất cái tổ chức của mắt nó làm da ra ngoài thì nó cũng gây vỡ nhãn cầu. Như vậy thì một cái chấn thương đường dập hoặc là một vết thương rách cũng nhãn cầu mà sẵn là có thể gây vỡ nhãn cầu được. Rồi về chấn thương mà có dị vật thì những cái dị vật mà làm trên bề mặt nhãn cầu này, ví dụ bệnh nhân nó là sắc lăng vô mắt, nhưng mà mình khám mình nhìn trên bề mặt giác mạc và mình đã thấy một miếng sắt rồi, hoặc là nó nằm ở cùng đi ra ngoài đường ở cùng băng vô, nó nằm ở cái mi mắt hoặc là mi trên hoặc mi dưới, thì cái đó đơn giản đó là dị vật bề mặt nhãn cầu. Hoặc là dị vật nó cắm vô, nhưng mà nó cắm ngang qua da mi nè, nó nằm ở ngoài mặt nhãn cầu chứ nó không phải nằm trong nhãn cầu, thì đó là dị vật hạch nhãn cầu ha. Cái mà quan trọng ở đây là dị vật nội nhãn, có nghĩa dị vật nằm trong nhãn cầu luôn. Rồi, mình đi từ phần đầu tiên là chấn thương đường dập. Thì chấn thương đường dập là thường như tật đầu tù hoặc là sức ép mạng khí, ví dụ thường gặp nhất là tai nạn giao thông, mình như té xe đập mặt xuống nguyên vẹn khi mình nó bị đụng dập do đụng sức vật cứng rồi, hoặc là chơi tennis chơi đá banh thủ môn thì thủ môn mà đội đầu là hay bị thế này, cái này nó đập vào mắt thì nó không gây vết thương rõ rệt ở ngoài mi cho nên dễ bỏ qua. Nó gây hai cái tổn thương nguyên phát, thứ phát tổn thương nguyên phát là do nó chèn ép vỡ lách các màng của nội nhãn, thứ phát là do nó viêm viêm hóa hóa đó là từ ngoài dinh dưỡng. Các bạn nhìn thấy hình này hay là tổn thương đường dập và nhãn cầu thì tất cả những cấu trúc của mắt đều có thể bị tổn thương. Đầu tiên đây là xương góc mắt nó gãy thì nó sẽ gây tụ máu mi mắt, nó giống như là những cái gãy lơ ho trong tai mũi họng vậy, nó là tụ máu mi mắt. Những cái trường hợp này mình phải cho anh chị CT scan để xác định có vỡ xương gãy xương góc mắt hay không, hoặc là gãy xương gò má. Bệnh nhân nhiều khi bị ai đấm bàn tay vào trong mắt thì nó cũng gây tụ máu vậy, nhưng mà nhiều khi chỉ là tụ máu từ bề xương nó gãy, cho nên gặp một bệnh nhân này thì phải cho đi chụp phim. Thứ hai nữa là đến kết mạc, một cái từ là đơn giản nhất đây là xuất huyết kết mạc. Thì khi một bệnh nhân xuất huyết kết mạc nhiều lắm, hoặc là người lớn tuổi cũng xuất huyết, giống như là trên tay một mai chó cắn như là tự nó bị, thì cái này là do lớn tuổi nhưng mạch máu nó rất là dễ vỡ đàn hồi cho nên nó gây xuất huyết thì cũng tự lành. Thì trong xuất huyết trong chấn thương đường dập cũng vậy, tự nó sẽ hấp thu nhân thường 1 đến 2 tuần, cái này không cần điều trị gì hết. Cái quan trọng ở đây là bệnh nhân có xuất huyết thường thì mình không biết được nó là dưới của xuất huyết nó có rắc hay không hay nó như vậy. Thì lúc này mình sẽ khám là cái nhỏ tê của con mắt bệnh nhân, mình lấy tăm bông đó, hai cái tăm bông hình dây với cái bộ xuất huyết thì rất là hạn di động mà. Trên này mình sẽ nhìn qua trên đó phía dưới nó có dính gì không, có nhạy nhớ có dính gì ở phía dưới hay không, thì đơn thuần chỉ là xuất huyết thôi. Hoặc là mình có thấy xuất huyết rất, ví dụ ở đây mình đẩy cái vùng vết mạc không xuất huyết, mình đẩy xuống đây mình xem nó có rất chẳng hạn gì dưới đây hay không. Nếu mà không chắc được, ví dụ bệnh nhân nó cho băng tập vào thì mình nghĩ chắc là không chắc đâu, nhưng mà bệnh nhân nói là
bị cũng bị đập tàu nhưng mà bị một cái gì nó sắc nhỏ, ví dụ như là một cái kéo người ta băng luôn, cái đầu tù thôi chứ không phải là băng cái đầu kéo, thì mình không sure được là nó có cắt hay không, thì mình sẽ lên phòng mổ mình mở cái nhạc ra. Nếu mình như không cắt gì hết thì không lại thôi, còn nếu mình như có rách thì mình phải không dưới và xử lý thì là vết thương rách nhãn cầu. Thì cái đó là tức mạc. Thứ hai nữa là tính giác mạc. Thì giác mạc đó nó không có rách mà nó chỉ có cái lớp biểu mô hay là lớp trên cùng, nó giống như tổn thương do bỏng nhiệt vậy đó, có một lớp biểu mô. Thì cái này nó cũng tự lành, thì biểu mô nó sẽ tự bò lại sau từ 48 đến 2 giờ. Thì mình nhỏ thuốc kháng sinh với lại nó nhân tạo thì biểu mô nó sẽ tự hồi phục. Cái này thì không cần, không có nguy hiểm gì hết. Thứ ba nữa là đến tiền phòng, nó sẽ gây xuất huyết tiền phòng. Thì mạch máu ở mắt mà nó vỡ ra nó gây xuất huyết tiền phòng, thì đây là tổn thương thường gặp nhất trong cái chứng thương dập. Ở đây xuất huyết tiền phòng, người ta sẽ chia làm 4 độ, độ 1 cho đến độ 4, độ 1 đang dưới 1 phần 2, dưới 1 phần 3, bề dày, bề cao của tiền phòng. Độ 2 là từ 1 phần 3 cho đến 1 phần 2, độ 3 là trên 1 phần 2, và độ 4 là xuất huyết đại tiền phòng. Thì khi mà gặp một cái xuất huyết tiền phòng, bệnh nhân thường là vào liền với mình, bệnh nhân nói là bị cái cầu lông, cái gì đó trong mắt mình vào liền. Thì máu này là máu tươi, nó sẽ tự hấp thu được. Thì cái lời khuyên của mình dặn bệnh nhân đó là nghỉ ngơi là vừa, không vận động gì hết, tại vì vận động đó thì máu nó sẽ chảy nhiều hơn, máu từ móng mắt mình nó sẽ rỉ ra, nó chảy nhiều hơn, là uống thật nhiều nước để cho máu này nó loãng và nó dễ hấp thu. Như vậy thì xuất huyết tiền phòng thì mình có thể cho bệnh nhân điều trị ở nhà, cho thuốc giảm đau paracetamol thông thường thôi, và dặn bệnh nhân nghỉ ngơi nằm ngủ đầu cao. Nằm đầu cao là để máu nó lắng xuống, nó không có chen ngang cái gì đầu tử. Còn nếu mà mình nằm ngửa ra, máu nó chen ngang gì đầu tử, thì nếu mà nó thành máu khô thì tự nhiên có một cái màng máu khô bắt ngang đầu tử, bệnh nhân sẽ không có thấy được. Cho nên mình cho bệnh nhân nằm đầu cao, máu nó lắng xuống dưới và uống nhiều nước. Khi nào mình mới rửa máu, khi mà máu này nó thành máu cục, có nghĩa là nó không có tan được. Khi mà mình khám mình thấy nó thành cục đen rồi thì máu cục chỉ có rửa mà nó đâu có tự tan, thì nó có mình phải đưa đi phòng mổ để rửa máu. Cho nên đó, chỉ khoảng từ 5 đến 7 ngày sau mình mới tính đến chuyện rửa máu. Tại vì nếu mình rửa sớm quá, mình bơm nước ở đây mình rửa có máu này ra thì vô tình cái dòng nước nó làm thay đổi cái áp lực trong đây này, nó có thể là máu từ máu mắt không cộng lại nó là chảy thêm nữa, thì nó gây chảy máu tái phát. Cho nên mình chỉ rửa khi nó đã qua cái giai đoạn đông máu rồi, nó hình thành máu cục rồi mà nó vẫn chưa tan mình mới rửa. Rồi, điều trị là phải làm giảm xuất huyết tái phát, có nghĩa là mình nghỉ ngơi không cho chảy máu thêm, không được rửa sớm, để rửa sớm nguy cơ chảy máu tái phát, mà phải làm sạch tiền phòng. Nhưng nếu nó tự tan được thì thôi, sau 5-7 ngày mà nó không tự tiêu được thì mình phải rửa và điều trị đi tổn thương mô đi kèm. Có nghĩa là khi mà nó đang xuất huyết vậy là bạn không biết được là bên trong nó có gì nữa không, hay nó chỉ có chảy máu không, thì mình sẽ cho siêu âm để xem coi bên trong nó có bị xuất huyết dịch cứng hoặc nó có bong một mạc kèm theo hay không. Nếu mà có thì bạn điều trị cho nó tan cái máu này, sau đó tầm mình sẽ xử lý bên trong, mình có thể mổ xuống cái dịch cứng hoặc là mình mổ bong một mạc cho người ta. Thì đây là xuất huyết tiền phòng ha, là tổn thương thường gặp nhất. Sau đó tiền phòng là đến móng mắt. Móng mắt đây nó có thể rách cái bờ đồng tử hoặc là nó nứt chân móng. Cái này ở sát ở ngoài chân biên là gọi là chân móng mắt, ở giữa thì gọi là móng mắt mà bị đồng tử, và đây là nứt chân móng mắt. Cái nứt chân móng mắt này là nếu mà nó nhiều quá và nó ảnh hưởng đến thị lực thì mình sẽ khâu lại, khâu từ cái chân móng vô bên trong khâu lại. Còn nếu mà nó ít như vậy thì mình không khâu. Sở dĩ ở trên 12 giờ 6 giờ mình không khâu là tại vì cơ chế bình thường là cái viên mắt lúc nào cũng hơi che phía trên. Người ta có bao giờ mình mở hết là bệnh nhân nó bị trợn mí rồi, hoặc là bị rồi. Còn cái này là lúc nào cũng hơi che phía trên, cho nên nước chân móng này là bệnh nhân không cảm giác gì hết. Chỉ có mình khám là cái đồng tử nó không được tròn, nó hơi méo vậy thôi, thì không cần phải khâu. Còn nếu mà cái hiện tượng này nè thì gọi là đa đồng tử hoặc là hai đồng tử, một đồng tử hai đồng tử, thì bệnh nhân có thể nhìn thấy song tỷ hoặc bệnh nhân nhìn hình rất là chói. Ví dụ nhìn một cái vật hình thành hai vật hoặc là ánh sáng nào làm rất là nhiều cái kia chói gì đó, thì cái này cần phải khâu lại ha. Rồi qua đến mắt là cái hệ tinh thể, thì hệ tinh thể nó nằm ngay vị trí thì có thể nó bị đục hoặc nó bị lệch qua, nó bị tích tụ phía dưới đây là nó lệch ra. Thì các bạn thấy hình này chúng ta có lệch qua bên đây, thì những trường hợp này là phải mổ lấy cái thể tinh thể này ra luôn, tại vì mình để cho nên nó giữ không chặt đâu, và bữa nữa nó rơi cái thể tinh thể vào trong buồng điện tính là nó lại gây biến chứng. Cho nên cái này là thể tinh thể rất luôn. Rồi trong võng mạc trong điện tính thì có thể gây xuất huyết, gây xuất huyết trên võng mạc, xuất huyết thủng lớn vào võng mạc luôn. Thường mà võng mạc
bị do chấn thương, chứng tỏ là cái lực nó mạnh lắm, nó phải truyền từ phía trước mà ra cái mạch mạch, cái này thường thì lực bệnh nhân hồi phục nhiều. Hoặc là bong mạch mạch là thứ nhất, nó gây rất rất mạch mạch hay bong mạch mạch. Thì đây là cho nên lúc khi mà bệnh nhân vào cái chấn thương nhập, có lần phải khám, đi nhỏ dễ một tử ra một khám hết, coi bên ngoài những cái vết thông thường ở phía trước ra thì nó còn cái gì bên trong hay không, tại vì cái này thì không có nói được. Nếu mà xuất huyết dịch tiệt phòng thì phải điều trị cho xuất huyết nó tan, không được khám bên trong xem có gì hay không ha. Rồi cái chấn thương thứ hai là chấn thương nhãn cầu kính, nhưng mà là lớp lớp. Thì ở đây nếu các bạn đi lâm sàng rồi thì các bạn sẽ cắt theo qua cái giác mạc của chúng giác, bề dày của giác mạc. Thì ở đây là bề dày của giác mạc, đây là một vết rách. Thì vết rách này á, nếu mà nó xuyên hết bề dày giác mạc thì là rất rất toàn bộ, cũng như là rất giác mạc. Còn nếu mà nó chỉ 1/2 hoặc 1/3 thì nó không hết bề dày thì gọi là rất lớn. Thì có thể là rất lớn giác mạc hoặc là rất lớn cục mạc. Cái lớp cục mạc thì khó biết lắm, thì mình không thể nào mình cắt theo qua để mình đánh giá cái bề dày nó có trong suốt. Mình chỉ có thể ước lượng bằng cách mình lấy tăm bông, mình hơi băm nhẹ ra, mình xem coi nó có cái cấu trúc bên trong nào nó phòi ra hay không. Hoặc là mình lấy tăm bông, mình quẹt quẹt ở đây, mình xem có chạm được cái đáy của nó hay không. Nếu mà mình chạm được cái đáy của cái cục mạc đó, chứng tỏ là nó chỉ rất lớn thôi. Rồi nếu mà mình đụng vào nó mất trương lực, nó giống như nó hỏng vào. Có nghĩa ở trong này là một dịch kính, nó ra rất đàn bộ rồi, mình nên thu lại. Thì cái việc thử này là ta thử cho đàn bộ, chứ không phải một phần tháng thử lỡ nó mình chậm chậm như nó phòi giờ dịch kính ra thì nó phiền. Thì cái rách này mà như chị nói rồi, nếu mà nó rất ít thôi á thì không cần phải khâu, nhưng mà nếu nó rất lớn thì mà nó rất một đường dài vậy thì được khâu lại. Thì đây là người ta khâu lại ha, khâu lại cái rách. Ở đây có một cái con, ví dụ bây giờ là một bệnh nhân vào thấy là rách, thì nếu mà rách lớn thì không cần khâu ha. Bây giờ rách toàn bộ, rách xuyên suốt bề dày luôn, nhưng mà mình thấy là nó có vẻ như là nó cứng rồi, là bệnh nhân bị 3-4 ngày rồi thì bây giờ có nên khâu hay không? Thì mình chỉ khâu trong trường hợp nào mà các thông thương, có nghĩa là cái vết này chưa có đứt, từ phòng nó còn chảy ra được phía trước và thông thương trước sau thì mình mới khâu. Rồi nếu mà nó rất toàn bộ nhưng mà ở mặt sau thì nó tự đứt lại rồi thì mình cũng không khâu. Thì phân biệt hai cái đó á, chấn thương có thủng hay không á, bằng cách làm cái nghiệm pháp là Sadia test ha. Các bạn coi cái đoạn video. Khâu khó ở chỗ nó không phải là cái đường tỏ như
lâu quá thì mình sẽ để một cái mảng ối và một cái mảng ghép vào giữa của cái chỗ hỏng đó, mình cái khâu bọc chỉ qua nhiều khoảng mấy cái chỉ như bọc không giờ vậy đó, từ 6 giờ đến 12 giờ một nốt, 3 giờ đến 9 giờ một nốt, thì bắt dùng 4 mũi hoa ở nó thì sẽ làm chứ không có khâu nhúng lại. Hình này là một cái chữ khuôn xuyên trộn nè, bệnh nhân cũng bị một cái gì vật đâm vào, thì ở đây giác mạc luôn vậy như là nó hiện là chứng thương rất nặng thành, còn chứng thương nhảy cầu thở mà vỡ nhảy cầu á thì nó có thứ nhất đó là chứng thương mà rất phức tạp, có nghĩa là rất là nó mất hình dạng của nhảy cầu, hoặc nó rất cũng nặng rất trọng, hoặc nó rất sâu quá mình không có khâu được, ví dụ như nhảy cầu đây nó tức phía sau rồi thì không thể nào mình kéo lên, nó rất tức ở dưới nữa, nó dướng cái góc mắt thì không thể nào mình kéo lên khâu lại được. Hoặc là như mắt này, một mắt này nè, giác mạc thì trong veo không có nhìn thấy, kết mạc thì xuất huyết đầy hết, thì làm sao mình biết là cái này nó có gấp hay không, có vỡ nhảy cầu hay không? Thì cái này mình sử dụng hai cái, thứ nhất là trị liệu thông tin, tại vì nếu mà trị liệu thử ánh sáng mà bệnh nhân không cảm nhận gì hết, đó là trị liệu sáng quang đúng rồi đó, thì là mất trị liệu. Thứ hai là chu lực nhảy cầu cũng mất, mình sẽ cho bệnh nhân nhìn xuống mình tích được cái chu lực bàn tay, mình thấy mắt nó đầy một chút, nó mềm xè và không giống mắt bên kia, hoặc là sờ vào thấy nó lợn bột giống như nó không khí quá nữa, thì chứng tỏ là mắt này nó đã bị vỡ rồi. Thank you.
nhiễm trùng cái buổi nhãn ở đây cũng rất khâu, nhưng mà do sau khi khâu thì có thể là người ta không có đi khám sinh phòng ngừa, hoặc là thời gian của chứng thương nó muộn quá, và cái vết thương nó dơ kiểu như là bị sắt hoặc là đá để tạo cho nó dơ, nó sẽ gây viêm buổi nhãn, thì đây là tổn thương nặng nhất. Rồi dị vật, đây là dị vật mà nó gây hoại tử phổi mạc, số huyết hoại tử trắng phổi mạc. Thì lưu ý một chỗ là người ý ở đây đó, một cái vết thương sắt đâm vô như vậy nè, hoặc là một cái sắt nó đâm như vậy, thì các bạn lưu ý là phải chỉ định cho người ta là thích SAT là đủ uống ván. Ví dụ như khi mà mình mắc tay là bằng một cái vật là dỉ xét thì mình nhớ thích SAT, nhưng mà khi mắc bị một cái mảng sắt văng vào thì thường bác sĩ cũng vậy, người ta hay quên cái việc phải thích đủ uống ván. Bởi vì chị đã có một bệnh nhân rồi, không phải nó nằm đây mà nó nằm thẳng trong mắt luôn, nó là cái hình này, nó nằm thẳng trong mắt luôn. Khi mình đang mổ vào bên trong, mình lấy được dị vật ra cho người ta, mình đã chích kháng sinh người viêm mũi, có khi là người nhiễm trùng đó. Nhưng mà sau mổ khoảng chừng hai ngày thì ổng bắt đầu cũng nói là tôi cái miệng ổng bị hơi méo, và lên lên cũng hơi méo cái miệng mà ông này có cao hay nhát. Lúc bảy cho bà bỏ cũng lên nhát, thì mình nghĩ là ở trong cao huyết áp cũng nhiều tẩy này nọ, thế bữa đó cũng trời lạnh vừa mới em, thì khuyên ổng là thôi nên đi qua bên chợ đẩy khám về tim mạch. Thì khi hai ngày sau ổng mới đi, ổng xuất viện nữa, hai ngày sau qua chợ đẩy khám thì lúc đó là nguyên khí nào cũng nó sệ xuống. Ổng có mô tả thì bên chợ đẩy thấy như vậy là cũng bên chợ đẩy nghĩ là uống ván, mới chuyển qua bên nhiệt đới, thì lúc vào đến nhiệt đới là ổng bị khó thở, bắt đầu siêu mắc rồi. Thì mới nhập cái khoa cấp cứu ICU cho nhiệt đới, và bên nhiệt đới lại mời cái mắt qua, tại vì tiền căn là bệnh nhân vừa mới được cắt mắt cái gì vậy, người ta mời mình qua thì người ta hỏi mình là xem thôi mình có lấy sạch hết cái ổ, tại vì cái này là cái ổ để uống ván, mình phải lấy sạch nó trước khi mình điều trị uống ván nặng hơn, chứ bây giờ điều trị nặng hơn thì mắt còn gì vật thì không có tác dụng gì hết. Thì người ta mới hỏi là mình có lấy sạch được hết cái khối gì vật này ra không, rồi bây giờ mình có cần có tiêm thuốc gì vô mắt hay không. Thì mình nói là mình đã tiêm rồi, mình đã lấy sạch gì vật ra rồi, bây giờ người ta có việc người ta điều trị nặng hơn, thì cuối cùng điều trị vẫn qua cơn, rồi giờ mình khỏe mạnh hết. Cho nên cái này là cái thiếu sót của mình, khi mà mình chỉ đau mổ ra mình không có để ý là một cái mảng sắt hoặc là cái này là nặng rồi, là bao mắt rồi, nhưng mà có những trường hợp nhẹ có những nó chỉ nằm trên bề mặt đó, nói chung nó có xuyên vào nhãn cầu á, nó nằm trong tiền phòng nó cắm như vậy mà, thì mình đều phải là cho thiết bị uống ván. Có thể bệnh viện không chích thì mình sẽ chuyển qua bên Baxter, mà còn mình xin mua thuốc về tự pha mình tiêm bắp và tiêm dưới da thôi. Thì cái này là từ 24 cho đến 48 giờ. Và như vậy thì chỉ nhớ là trong một cái chấn thương mà có xuyên thì nó có nguy cơ như viêm mũi nội nhãn, thì ngoài cái việc khâu bảo tồn nhãn cầu ra thì mình còn phải tiêm kháng sinh nội nhãn nên người bệnh có viêm mũi nội nhãn. Nếu mà có liên quan yếu tố mà nguy cơ uống ván thì mình phải cho tiêm ngừa SAT ha. Vậy là chúng chị kết thúc ở đây, có các bạn thắc mắc không? Cái này thật ra là bài của bác sĩ của thầy Minh Huy, thì chị chạy hướng dẫn giùm thôi tại vì thầy đứng ngoài. Thì cái bài thi nó rất là dễ để tổng chứng luôn, ví dụ như là hơi xuống dưới điện thoại được nghĩ hình ảnh trong cái bài tập của cái đề á, thì không có một câu gì mình cầm hết, chỉ là hiểu và trả lời thôi. Hồi xuống dưới điện thoại là nghỉ ngơi, hành độ cao, thì có khiếm dưỡng 1 phần 3, 1 phần 2 phần 2 thì nó cũng không được mấy. Rồi cái bảng này ví dụ như là chấn thương bụng dập là sao, là có một vết ấp hay là vết thương xuyên ruột là có từ đường vào đường ra, vết thương xuyên khối là sao, thì cái đường chỉ này thôi mình đọc vào cái đề để xem hiểu. Nói chung là cái bài trên này thì